Chào các anh chị, em quay con Twitter R10. Cái lô này hàng vừa mới về. Mọi người thì nói rất nhiều là Twitter R10 với R5, 2023 với 2024 ấy. Thì thực ra nó chả có 2020 gì cả các anh chị ạ. Vì bây giờ mình đang là 2023 nên tất cả nó đều là 2023 hết. Và cái xe này là vừa mới về xong. Con này là Twitter R10 2023 các anh chị ạ. 23 với 24 thì nó cũng như nhau hết cả thôi. Và con R10 này nó vừa về xong, bên em bóc ra để quay lên cho các anh chị. Con này màu xám lông chuột cực kỳ đẹp. Con này thì bán quá trời nhiều rồi. Cấu hình của nó là khung này, càng, cọc yên bằng carbon, tay lái và vành bằng nhôm. Bộ chuyển động là Restropec 22 tốc độ, đùi đĩa trục rỗng RPL, phanh Techtro, vành nhôm, yên Restropec. Nói chung là con này bên em quay quá nhiều rồi và cực kỳ nhiều shop quay rồi. Chỉ có là cái con này thì mới về thì cái Apple Tăng nhà máy nó làm vuông kiểu như này ấy. Thì mọi người cứ nói 2023 với 2024, tóm lại là nó vẫn là 23 thôi các anh chị ạ. Nhưng mà nhà máy thì lắp rất là lẫn lộn. Đó, một lô về có thể có con này là vuông. Nhưng mà đây, con này nó vẫn là cái kiểu Apple Tăng bình thường của nó. Cho nên là nó cũng chả có cái gì là phân biệt 23, 24 đâu các anh chị ạ. Mà con R10 này ấy, thì cái màu sơn của nó rất đẹp. Màu xám lông chuột rất là đẹp. Em thấy rất là đẹp nên là em quay để báo giá cho các anh chị. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Con Twitter R10 Restropec này thì bên em đang bán giá là 12.950.000 các anh chị ạ. 12.950.000 bao ship toàn quốc. Đối với cái chương trình của bên em thì vẫn đang là chương trình chạy sale tất cả các mẫu thôi, rẻ không lối thoát. Và các anh chị đã đến với shop em thì chắc chắn là các anh chị mua được hàng, bởi vì là bên em thì tất cả các mẫu mã bên em đều có đủ màu đủ size, từ Twitter, Sava này, Java này, Cheval này, Line này. Thì tất cả bọn em đều có đủ màu đủ size. Các anh chị thích xe nào thì chọn, thích màu nào thì chọn, thích size nào thì có. Và giá thì bên em là giá nhà máy các anh chị nhá. Xe đạp giá nhà máy rồi, cho nên là sẽ tốt nhất thị trường và rẻ không lối thoát. Con này là em cũng không biết là có cần phải quay lại không, chứ bởi vì là nó quá nhiều rồi, quay quá nhiều rồi. Màu con R10 này rất là đẹp. Đây, cái chữ R10 của nó này, màu này, thì nó vẫn là giò gạt đĩa Restropec, gạt lip Restropec, rồi đùi đĩa trục rỗng RPL, rồi phanh thì Techtro, rồi vành thì vành nhôm, yên thì yên Restropec. Các anh chị xem cực kỳ nhiều rồi, các anh chị thấy bên nào uy tín chất lượng, nhiều hàng đủ màu đủ size cho các anh chị, rồi giá thì tốt thì các anh chị lựa chọn mua thôi. Ở đây là bên em có cực kỳ nhiều. Để em báo qua luôn mấy cái mẫu để các anh chị xem luôn. Ví dụ như là con này là con R5 này. R5 22 RS Retropec y hệt con R10 này. Giá của bên em là 13.200.000 các anh chị nhá, bao ship toàn quốc. Đây Twitter Warriors DRM 6.000, giá 11.990.000. Cực kỳ nhiều sale, giá rẻ không lối thoát luôn. Đây là Java Siluro S6 này, Tiagra đầu liền này, càng carbon này, Tiagra 3 món luôn này. Đây, Tiagra của nó đây. Tiagra. Con này là 14.300 bao ship toàn quốc. Và hôm nay cũng ship cái đơn này luôn các anh chị nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Twitter Smile này, khung nhôm chạy Claris R2000 này. Claris R2000. 8.300.000 các anh chị. 8.300.000. Twitter R5 Restropec tay ngang 11.300.000. Đầy đủ các mẫu luôn cho các anh chị lựa chọn, không có thiếu một mẫu nào cả. Và giá thì rẻ không lối thoát. Thì các anh chị cứ đăng ký kênh và sẽ đón xem các cái video về các cái sản phẩm và các chương trình sale tiếp theo của bên em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các anh chị ở các video tiếp theo. Thank you.